Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phải lấy mẫu những trường hợp F1, F2. Toàn bộ chi phí xét nghiệm sẽ do thành phố chi trả. Với các địa phương cần làm tốt công tác giám sát cách ly tại nhà. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cấp phường, xã phải nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, quán triệt tinh thần trách nhiệm cao trong phòng chống dịch, có thái độ ứng xử phù hợp với người dân. Trong quá trình giám sát, Công an thành phố Hà Nội kịp thời phát hiện những trường hợp khai báo lịch trình không trung thực để xử lý nghiêm. Tới thời điểm này, Hà Nội đã có 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19.